quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi nói gì sau trận thua sốc trước Ả Rập Xê Út? Tin nóng World Cup 23 tháng 11. Trước thêm trận đấu với Ả Rập Xê Út, át hẳn Lionel Messi cũng không thể tin là đội bóng của mình phải nhận thất bại trước đội bóng Tây Á, nhất là khi đây đã là kỳ World Cup cuối cùng của anh ở đội tuyển Argentina. Tiền đạo Lionel Messi khẳng định là đội tuyển Argentina không có quyền bào chữa cho thất bại cay đắng trong ngày ra quân World Cup 2022 trước đội tuyển Ả Rập Xê Út. Đây là một đòn giáng mạnh cho tất cả chúng tôi không mong đợi khởi đầu như vậy. Leo Messi phát biểu sau trận thua 1-2 của đội tuyển Argentina trước Ả Rập Xê Út tại lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2022. Messi ghi bàn nhưng đội bóng của anh thua ngược. Siêu sao 35 tuổi nói: "Không thể bào chữa gì cả, chúng tôi sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết. Đội tuyển Argentina rất mạnh mẽ và chúng tôi đã thể hiện điều đó. Thất bại này là tình huống mà chúng tôi không phải trải qua trong một thời gian dài. Đây là lúc mà tất cả sẽ phải chứng minh khả năng của mình." Đội tuyển Argentina dẫn trước ngay tại phút thứ 10 nhờ vào bàn thắng của Lionel Messi trên chấm phạt đền. Đại diện Nam Mỹ làm chủ thế trận trong hiệp 1, thêm 3 lần chọc thủng lưới đối phương nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Ngay sau giờ nghỉ, Ả Rập Xê Út gây bất ngờ khi lật ngược thế cờ ngoạn mục nhờ vào hai bàn thắng của Salem Al-Seri và Salem Al-Dawsari. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Chúng tôi phải giành chiến thắng và điều đó phụ thuộc vào chính chúng tôi, Messi chia sẻ. Chúng tôi biết Ả Rập Xê Út là đội bóng nhiều cầu thủ giỏi, họ di chuyển thông minh và có hàng phòng ngự chơi ấn tượng. Chúng tôi rất nỗ lực nhưng đội tuyển Argentina có phần vội vàng. Lionel Messi khẳng định anh và đồng đội sẽ không làm cho các cổ động viên Argentina thất vọng ở hai lượt trận còn lại. Thất bại ở trận ra quân khiến cho nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng hoặc ít nhất là tấm vé đi tiếp của đội tuyển Argentina thêm khó khăn. Huấn luyện viên trưởng Argentina Lionel Scaloni thừa nhận trận thua ngược Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng Argentina vẫn còn hai trận đấu phía trước để sửa sai. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni thừa nhận Argentina phải nhanh chóng đứng dậy nếu như không muốn về nước sớm. Ông cho biết, đây là trận thua không thể chấp nhận bởi lẽ chúng tôi đã để thủng lưới liên tiếp trong vòng 4 đến 5 phút từ những cú sút ít ỏi của họ. Chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn hiệp 1 và tạo ra vô số cơ hội, tuy nhiên công nghệ mới đã khiến cho chúng tôi mất bàn thắng vì lỗi việt vị vài milimet. Ngay sau giờ nghỉ, mọi chuyện bỗng thay đổi và các cầu thủ của tôi đánh mất đi sự tập trung cần thiết. Bây giờ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy ngay lập tức và hướng đến các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi phải hướng đến chiến thắng, cả đội sẽ cùng nhau phân tích những sai lầm tại trận đấu này để rút kinh nghiệm và làm lại từ đầu. Chúng tôi không có thời gian để đau buồn hay chỉ trích lẫn nhau. Huấn luyện viên tuyển Ả Rập Xê Út cảnh báo các cầu thủ sau chiến thắng điên rồ trước Argentina. Huấn luyện viên tuyển Ả Rập Xê Út Heather Reynard đã cảnh báo các cầu thủ của mình không nên ăn mừng quá lâu sau chiến thắng 2-1 trước Argentina trong trận giao quân bảng C World Cup 2022 diễn ra vào tối ngày 22 tháng 11. Phát biểu sau trận đấu, ông Reynard cho biết: "Mọi lời ca ngợi đều dành cho chúng tôi, nhưng đừng quên Argentina vẫn là một đội bóng tuyệt vời. Đây là bóng đá, đôi khi những điều hoàn toàn điên rồ có thể xảy ra. Để tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này lâu hơn, chiến lược gia người Pháp háo hức chờ đợi các trận đấu tiếp theo ở bảng C của Ả Rập Xê Út, lần lượt với Ba Lan và Mexico. Chúng tôi có thể chỉ cần ăn mừng trong 20 phút và thế thôi, vẫn còn 2 trận đấu nữa. Khi bạn đến với World Cup, bạn cần phải tin vào chính mình. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra." Huấn luyện viên trưởng Reynard, người đừng từng dẫn dắt Zambia và bờ biển Nga đến vinh quang cúp bóng đá châu Phi, nói thêm. Tuy nhiên, ông Reynard cho biết ông không hoàn toàn hài lòng với đội của mình, dù đánh bại gã khổng lồ bóng đá Nam Mỹ. "Về mặt chiến thuật, chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 1 và nếu như chúng tôi để thủng lưới bàn thứ 2 vào thời điểm đó, trận đấu coi như đã kết thúc. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi bày tỏ sự không hài lòng vì quyết tâm của cầu thủ chưa đủ tốt. Khi đến với World Cup, bạn cần phải cống hiến hết mình." Ông Heavey Reynard cùng với đội tuyển Ả Rập Xê Út đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự khi đánh bại đội tuyển Argentina tại vòng chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên ít người biết rằng chiến lược gia người Pháp này từng làm việc tại Việt Nam. Sinh ngày 30 tháng 9 năm 1968 ở tại Pháp, ông Heavey Reynard là một huấn luyện viên chuyên nghiệp với lịch sử dẫn dắt nhiều câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia khác nhau. Ông Reynard bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình vào năm 1999 với câu lạc bộ Dragon của Trung Quốc.
Tiếp đó, ông là trợ lý cho Claude Leroy tại câu lạc bộ Shanghai Cosco của Trung Quốc. Reynas cũng từng tới Anh để dẫn dắt câu lạc bộ Cambridge United. Điều thú vị là ông Reynas từng tới Việt Nam làm việc, đó là năm 2004 khi ông này dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định, lúc đó có tên gọi là Sông Đà Nam Định. Trong một vài tháng trước khi rời đi, sau khi dẫn dắt thêm một đội bóng Hàn Quốc, Reynas về làm trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Claude Leroy tại đội tuyển quốc gia Ghana. Vào tháng 5 năm 2008, ông Reynas được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Zambia dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Pháp. Zambia có lần đầu vào đến tứ kết cúp quốc gia châu Phi năm 2010. Reynas chia tay Zambia để tới dẫn dắt đội tuyển quốc gia Angola. Tuy nhiên chỉ chưa đầy một năm sau, ông này lại rời Angola để tới Algeria nhằm dẫn dắt câu lạc bộ USM Alger. Một trong những chiến tích chói lọi nhất của ông Reynas là lần thứ hai dẫn dắt đội tuyển quốc gia Zambia vào năm 2011. Chỉ một năm sau đó, chiến lược gia người Pháp đã dẫn dắt các học trò lần đầu tiên vô địch cúp bóng đá châu Phi vào năm 2012. Ngoài Zambia, thì ông Reynas cũng tiếp tục vô địch cúp bóng đá châu Phi cùng với đội tuyển quốc gia bờ biển Nga. Ông Reynas là chiến lược gia lần đầu tiên có hai chiếc vô địch cúp bóng đá châu Phi với hai đội tuyển khác nhau. Từ tháng 7 năm 2019, thì ông này trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Reynas, Ả Rập Xê Út cũng đã giành quyền tham gia vòng chung kết World Cup 2022. Chiến lược gia người Pháp cũng là vị huấn luyện viên nước ngoài có nhiều chiến thắng nhất cùng đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út với 18 trận. Và tối ngày 22 tháng 11, ông Reynas tiếp tục tạo nên một dấu ấn chói lọi khác trong sự nghiệp của mình với cùng các học trò, lội ngược dòng thành công trước Argentina. Trận đấu mà một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại là Lionel Messi đã ghi bàn mở tỷ số nhưng vẫn phải cùng Argentina ôm hận chịu thua ngược. Công nghệ VAR gây tranh cãi trong ngày Argentina thua Ả Rập Xê Út. Bất chấp được trao một quả phạt đền từ sớm nhờ công nghệ VAR, đội tuyển Argentina vẫn để Ả Rập Xê Út tạo ra địa chấn với cú lội ngược dòng giành chiến thắng mang tính lịch sử. Công nghệ VAR đã nhận thêm nhiều lời chỉ trích tại World Cup 2022 sau khi Argentina được hưởng một quả phạt đền trước Ả Rập Xê Út trong một sự cố cực kỳ giống với tình huống mà đội tuyển Anh bị từ chối ngày hôm qua. Người hâm mộ đội tuyển Anh đã nổi giận tại trận đấu với Iran sau khi mà trung vệ Harry Maguire dường như bị hậu vệ người Iran là Josbeth Chesney kéo ngã xuống đất. Tuy nhiên, trọng tài người Brazil Rafael Claus đã không thể can thiệp và sau một cuộc kiểm tra ngắn bằng VAR, không có một quả phạt đền nào được trao cho Tam Sư. Đáng chú ý là ở phút bù giờ 90+10, trọng tài lại trao cho Iran một quả phạt đền khi mà cho rằng có tình huống kéo áo của trung vệ Joe Stone với cầu thủ Iran, giúp cho đội tuyển Tây Á có bàn thắng thứ hai, mặc dù là vẫn thua Trung Quốc với tỷ số 2-6. Đến trận đấu giữa Argentina và Ả Rập Xê Út, tiền vệ Leandro Paredes dường như đã ngã xuống sân sau một tình huống bị cầu thủ của Ả Rập Xê Út kéo ngã gần như giống hệt với tình huống của trung vệ Harry Maguire. Trọng tài người Slovenia Svako Svinčić sau đó đã tham khảo màn hình VAR và quyết định cho Argentina một quả phạt đền trên chấm 11m. Lionel Messi dễ dàng mở tỷ số cho đội nhà. Tình huống Argentina được hưởng phạt đền đã tạo ra nhiều tranh cãi. Bình luận trên kênh BBC Radio 5 Live, Clayton Morrison, cựu tiền đạo của đội tuyển Cộng hòa Iceland, tức giận chỉ trích sự thiếu nhất quán trong các quyết định thổi phạt đền của các trọng tài tại World Cup 2022. Sự nhất quán cho đến nay tại World Cup là một trò đùa. Harry Maguire của ngày hôm qua còn tệ hơn nhiều. Tôi đang không hiểu VAR được áp dụng như thế nào. Hai tình huống này rất giống nhau, chỉ khác là đội được hưởng phạt đền, đội còn lại thì không, Morrison nói. Không chỉ gây tranh cãi trong tình huống thổi phạt đền cho Argentina, công nghệ VAR cũng bị nghi ngờ về tính đúng đắn trong hai tình huống ghi bàn của Lionel Messi và Lautaro Martinez nhưng đều bị từ chối do lỗi việt vị. Đặc biệt là các bàn thắng của Martinez bị từ chối là không được thực sự rõ ràng.